Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio trọn Bộ Truyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 172 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương. Các bạn nhớ like và subscribe đồng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ tiêu nhất thiên vừa nhận lại được người thân thì lúc này từ trong đám đông có một nhóm người bước tới lớn tiếng chào hỏi tiêu tiên sinh sau đó nhóm người đi thẳng về phía anh người cầm đầu là một thiếu nữ xinh đẹp tiêu nhất thiên quay đầu lại lập tức nhận ra người đó chính là nữ hoàng của biên giới phía nam hoác linh long phía sau hoác linh long là hơn chục người đàn ông vạm vỡ trong đó có một người mặc áo choàng đen quàng khăn đen khăn che mặt màu đen chỉ để lộ ra một đôi mắt sâu thẳm hoác kiêu trong trận chiến ở đế đô đại hưng tiêu nhất thiên đã tha mạng cho hoác kiêu linh long tiểu thư đã lâu không gặp tiêu nhất thiên giao tô an nhiên trong tay cho tô tử lam chào hỏi đám người hoác linh long duỗi tay nói nhờ có linh long tiểu thư giúp đỡ mà tôi có thể diệt trừ kẻ thù ác trả được đại thù tiêu tiên sinh quá lời rồi hoác linh long cũng đưa tay ra bắt tay với tiêu nhất thiên cười nói chúng ta chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mỗi người đều có được thứ mình cần chỉ trong vài năm tiêu tiên sinh đã bay lên trời cao và trở thành cao thủ của cửu châu điều này thật là đáng khâm phục mặc dù tôi thấy tiêu tiên sinh huyết thống mạnh mẽ tài năng phi thường nhưng chắc chắn không phải là trí chung tôi chưa bao giờ tưởng tượng được tiêu nhất thiên tiên sinh lại có thể xuất sắc như vậy nhìn thiên hạ là độc nhất vô nhị trong suốt lứa tuổi trong lời nói có hàng vạn cảm giác hoặc linh lòng liếc nhìn tô từ lam và tô an nhân trong lòng âm thầm bổ sung khi đó ta là sao, ngài là cá nếu như biết có ngày hôm nay liền dùng phương tiện mượn một ít hạt giống của Tiêu Tiên Sinh, nếu như có thể sử dụng nó, có lẽ với tư cách là nữ hoàng của biên giới Việt Nam, tôi có thể có được cơ hội trở thành nữ hoàng của toàn bộ Trung Quốc. Ôi, thật là một cơ hội tuyệt vời, nhưng thật đáng tiếc theo điều tra của Hoác Linh Long, số phận của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam là tình một đêm, sau đó đơm hòa kết trái. Hiện tại, Tô Tử Lam đã thừa hưởng huyết mạch của Hòa Phượng Hoàng, đã nhảy từ một phàm nhân trở thành nhân vật vô song trong tam cảnh Bình Đức, được gọi là nữ nhân kỳ lạ đầu tiên trên thế giới, được gọi là cá chép vượt long môn, quả nhiên khiến cho người khác phải ghen tị. Ngay cả Hoác Linh Long cô ta cũng phải ghen tị không kém. Nếu như không có cơ duyên như vậy thì cũng không sao, nhưng mà Hoác Linh Long trước mặt đã có một cơ hội xuất sắc, nhưng cô không nắm bắt, biết thở dài. Người kia... Lý Trâm Anh nhìn thấy Hoác Linh Long từ xa, hai mắt híp lại, không khỏi thở dài lần nữa. Nhất là sau khi nhìn thấy đế hình đang đi về phía tiêu nhất thiên, trong lòng càng thêm hỗn loạn, một người đàn ông tốt giống như một con đom đóm trong đêm tối, tỏa sáng rực rỡ, luôn thu hút sự chú ý, giống như đóa hoa nở rộ, hương thơm say lòng người, luôn khiến phụ nữ mê mẩn. Điều tốt, Lý Trâm Anh có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, vì vậy không khó để nhận ra có những điều viền vông. Tất cả những gì cô ấy nghĩ là làm thế nào để trình lại đan điền bị hỏng của Lý Trùng Dương. Tiêu tiên sinh, hoắc Kiều cúi đầu thật sâu với tiêu nhất thiên vương phủ đầy dậy ác độc hủy hoại cuộc đời của tôi tiêu tiên sinh và tiêu phu nhân sẽ diệt trừ tà ác cứu lấy tôi cửu châu tôi không có cách nào báo đáp được lòng tốt đó từ nay về sau tôi nguyện ý làm việc cực nhọc vì hai vị hiền viên cuồng phong phát triển phương pháp tinh luyện mật vượng hoàng hắn không ngần ngại dùng con người làm dã thú trong quá trình thí nghiệm hóa học hoắc Kiều vô cùng đau khổ kết cục bi thảm nửa người nửa thú, sự đau đớn và sự tra tấn là điều không thể tưởng tượng được đối với những người bình thường. Hiện tại, vương phủ đã bị phá hủy hoàn toàn, Hoắc Kiêu tự nhiên rất cảm kích với Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam. Quỷ vương không nhất thiết phải như thế này. Nhất Thiên đỡ Hoắc Kiêu đứng dậy, hắn đã quen gọi hắn là Ma Vương hay còn gọi là Quỷ Vương, liền lắc đầu nói, giữa tôi và Huyền Vương điện có mối thù sâu sắc, không chỉ là để báo thù cho ngài đâu bất kể mục đích là gì chính là ngài đã đưa tay ra giúp tôi thoát khỏi nhà ngục thứ tư để tôi có cơ hội khai mở huyết mạch của mình để tu luyện còn nữa ngập ngừng một lát tiêu nhất thiên lại thay đổi lời nói hiện tại ngài ở trạng thái nửa người nửa quỷ nửa thú sau này làm chuyện sẽ không tiện tôi có cách điều này có thể khôi phục lại vẻ ngoài bình thường của ngài loại bỏ các độc tố còn lại trong cơ thể Tất nhiên tôi chỉ đoán thôi và không hoàn toàn chắc chắn lắm. Nếu như ngài sẵn sàng thử thì tôi có thể đưa ngài đến đó. Nghe vậy, đồng từ của Hoắc Kiêu đột nhiên co rút lại, cả người lập tức đông cứng tại đó. Tiêu Nhất Thiên quay đầu lại nhìn Lý Trung Dương, sau lưng nói, Lý Lão Sư cũng có thể đi cùng hắn, đi thử xem, có thể sửa chữa lại đan điền đã bị hỏng, rồi cho người trở lại giới võ đạo. Nhất thời, Lý Trung Dương cũng sững sờ, trái tim vốn như nước tĩnh lặng, vì tuyệt vọng mấy năm nay lồng loạt run lên kịch liệt khiến cho một cơn sóng lớn dâng lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được nếu những lời này được nói ra từ miệng của lý trâm anh hoặc từ miệng của bất kỳ ai khác lý trùng dương sẽ lắc đầu và mỉm cười như một loại an ủi tuy nhiên tiêu nhất thiên thì khác sức mạnh của tiêu nhất thiên là có và với tính cách của tiêu nhất thiên trong những dịp như vậy anh sẽ không bao giờ nói đùa về một điều như vậy đâu thật vậy sao lý trâm anh không còn giữ được bình tĩnh nữa tim đập thình thịch nói tôi không nghĩ nó sai đâu tiêu nhất thiên và lý trâm anh nhìn nhau lý trâm anh đưa đôi mắt âm dương của mình lên tiêu nhất thiên nghiêm trang nói tiền bối lý quan tâm đến đất nước và nhân dân và ông ấy biết lẽ phải tôi cũng có trách nhiệm vì vậy trong những năm qua tôi xem ngài giống như là bạn đã tìm cách để định hình lại đan điền may mắn thay bắc mãng hùng châu Ao Trường Sinh Bạch Mang Vương Lý Trầm Anh đã đọc rất nhiều thông tin từ ánh mắt của Tiêu Nhất Thiên cũng biết Tiêu Nhất Thiên đã nói gì Bạch Mãng Vương đích thân ra tay với sự giúp đỡ của Ao Trường Sinh liệu ông ta có thể thực sự định hình lại đan điển hay không khi Tiêu Nhất Thiên điều khiển gậy phép thuật cầu vòng trong ao trường sinh và luyện chín đòn đánh, anh đã đích thân hỏi Bạch Mãng Vương câu hỏi này và Bạch Mãng Vương đã đưa ra câu trả lời, nếu trong thời cổ đại, nó sẽ bị tiêu diệt bằng xương bằng thịt, trước đây giúp một người nửa minh cảnh định hình lại đan điền của mình thần thức vẫn còn có thể thử nhưng có thể không thành công, vì vậy Tiêu Nhất Thiên không dám nói nhiều, trong trường hợp thất bại sẽ dáng một đòn thứ hai cho Lý Trùng Dương và Hoắc Kiều. Được rồi, tôi làm. Hoắc Kiều kích động đến mức máu me bè bét khắp người, bất kể xác suất thành công là bao nhiêu, cho dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ thử không chút do dự lý trùng dương hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh sóng gió quái dị trong lòng cũng không cường điệu như hoắc tiên sinh gật đầu nói được rồi tôi đi nếu có cơ hội sống ai sẽ sẵn sàng chết chứ ngay cả trong trạng thái tâm lý của lý trùng dương ông ta cũng không thể làm được gì các người cũng đi đi tiêu nhất thiên quay đầu nhìn về phía huyết lang đoàn do lang đồng chỉ huy bạch ngọc nữ quân và thiên thần điện do xuân nhị và tiêu thiên thu cầm đầu ra lệnh Họ đã đi theo Tiêu Nhất Thiên suốt chặng đường, trải qua gian khổ, giờ Cửu Châu đã thống nhất, sức mạnh cảnh giới của bọn họ không theo kịp các anh hùng trong thiên hạ. Ao Trường Sinh là thiên đường, Bạch Mãng Vương nói rằng nó có thể giúp luyện tập. Tiêu Nhất Thiên nghĩ đến họ, bọn tôi sao? Mọi người khó hiểu nhìn nhau, Lang Đồng hỏi, cơ thể của chúng tôi còn nguyên vẹn, không cần phải chữa trị, tại sao lại phải đi theo chứ? Tại sao lại để họ đi mà không phải là chúng tôi? Với tư cách là viện trường, hắn đã quá thiên vị, không phải sao. Vì thế, Tiêu Nhất Thiên chỉ có thể giả bộ thần bí nói, đừng lo, theo tôi, sẽ không khổ đâu, sẽ không bị lừa, bị thiệt. Lúc này, đế hình do dự hết lần này đến lần khác, lấy hết can đảm bước tới chỗ Tiêu Nhất Thiên nói nhỏ, em, hình nhi, cô cũng đi đi. Trước khi đế hình kịp nói, Tiêu Nhất Thiên đã ngắt lời, như thể hắn biết cô định nói gì, Tiêu Nhất Thiên nói thẳng. Trước tiên cứ ở vị trí đó, sau này nếu muốn thoái vị còn có nhiều người thích hợp cho vị trí đó, cứ như vậy trước đã. Thực ra tôi cũng không hứng thú với vị trí viện trường của Học viện Cửu Châu, nhưng tôi không thể làm lơ trước sự an toàn của Cửu Châu và người dân trên thế giới. Tôi chỉ có thể làm khổ mình trước. Khổ mình sao? Tiêu Nhất Thiên nói ra những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ, Thực lực mà anh ta cố gắng vô cùng muốn có được ở trong mắt của người này lại là đang tự mình chịu ủy khuất sao? Nếu như không muốn thì cứ nói thẳng và giao chức viện trường cho tôi. Không biết xấu hổ, hết cách rồi. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, Tiêu Nhất Thiên xua tay cảnh cáo. Đại nạn từ sáu giới kia có thể ập đến bất cứ lúc nào chúng ta không còn nhiều thời gian nữa vậy nên trong khoảng thời gian tiếp theo hãy nhanh chóng để học viện cửu châu đi đúng hướng càng sớm càng tốt và hình thành lực lượng chiến đấu tiêu nhất thiên đưa tô an nhiên tô Tử lam tô kiến thành liễu hồng tú tiêu thiết sơn miêu y hồng đến một nơi đối diện cười nói vui vẻ tận hưởng trọn vẹn niềm vui đoàn tụ cũng đúng lúc này bà còn thú giữ cùng nhau rời đi và cùng với Hoàng Phủ Lục Loan, người đã ẩn nấp trong bóng tối không xuất hiện, đi về phía Nam đến Lục Diên. Tiêu Thành Sơn ở lại một mình trong Lục Diên để luyện hóa đầu và linh hồn của dạ lục. canh giữ hành lang không gian giữa giới nguồn và giới quỷ. Còn đại bàng chiến vàng, tiêu hùng, khuê ngưu thì không biết là những yêu quái còn tồn tại đến hiện tại. Đối với họ, danh thần giống như sấm sự tôn sùng của họ đối với tiêu thanh sơn nhiều hơn so với sự tôn trọng dành cho tiêu nhất thiên đối với bọn họ tiêu nhất thiên chỉ là một hậu bối nhưng tiêu thanh sơn là một tiền bối toàn năng ở thời cổ đại chẳng hạn như khuê ngưu đó cũng là sức mạnh của tam cảnh minh đức lý do khiến khuê ngưu sẵn sàng ra tay trợ giúp một hậu bối như tiêu nhất thiên ngoài tài năng của tiêu nhất thiên lý do quan trọng nhất là nó nhận ra thân thể của tiêu nhất thiên mang huyết mạch của các vị thần đi thôi khuê ngưu rời đi rồi biến mất ở trời nam lý trâm anh không khỏi có chút thất vọng về vấn đề âm dương, vấn đề mắt âm dương và băng hòa đan điền, tiền bối khuê ngưu không nhìn ra sao? Hay là do cô suy nghĩ quá nhiều, hình vẽ phiếm hồng trên trán khuê ngưu không phải là giống đôi mắt âm dương sao? Vừa rồi có hy vọng, hiện tại khó tránh khỏi thất vọng. Hôm sau, chỉ sau một đêm, Tiêu Nhất Thiên lại lên đường và dẫn một nhóm người rời học viện Bồ Đề Đạt Ma trở về Bắc Mãng Thần Châu. Vợ chồng hai người hiệp lực vì cửu châu. Lý Hùng Dương và Hoắc Kiêu tâm trạng bất an nhất. Chuyến đi này thật sự có thể thành công sao? Các vị của huyết lang đoàn, bạch ngọc nữ quân và thiên thần điện hơn 100 người. Họ đã không dừng lại trên mọi nẻo đường. Họ đến Bắc Mãng Thần Châu và bước vào thế giới nhỏ bé được mở ra bởi Vương Bạch Dương. Ngoại trừ tiêu nhất thiên gia, tất cả mọi người bị cảnh tượng trong thế giới này làm cho sững sờ những ngọn núi xanh và làn nước xanh dưới chân bạn những đám mây màu tím tốt lành trên đầu bạn và hương hoa trong không khí khiến bạn cảm thấy thư thái và hạnh phúc khi ở trong đó đây là đẹp quá như tiên cành trần gian vậy như thiên đường của chúng ta trong lục diên nhưng đáng tiếc thiên địa không còn nữa linh lực ở đây rất mạnh rất thích hợp để tu luyện đơn giản là thiên đường và địa đàng Mọi người đã đi theo Tiêu Nhất Thiên, họ đều đã đến thế ngoại đảo nguyên, đến kiếm sơn và tắm trong sự huy hoàng của kiếm thần, thế giới nhỏ bé này cho họ cảm giác đó là sự kết hợp của cả hai, không chỉ là kỳ quan tráng lệ mà còn là khí chất hùng vĩ. Bọn họ đột nhiên hiểu ra ý đồ của Tiêu Nhất Thiên, muốn mở một con đường cho bọn họ nếu có thể chuyên tâm tu luyện, bọn họ sẽ đạt được thành quả gấp đôi với nỗ lực còn lâu mới có thể so sánh được với môi trường bên ngoài. Cùng với một tiếng gầm xuyên thấu, những con gấu ở lại đây lần lượt lao về phía bên này, cúi đầu kính nề, tiêu nhất thiên. Đi luyện tập đi, đừng quan tâm ta. Tiêu nhất thiên ra hiệu với những con gấu. Đừng lo, người thân của các ngươi sẽ đến Đông Thành Thần Châu, họ sống rất tốt, đều là cha mẹ và con cái của họ, thân bằng cố hữu, bây giờ cách nhau ngàn dặm, tự nhiên lo lắng cho nên Tiêu Nhất Thiên an ủi vài câu. Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn mọi người cảnh cáo nói: "Các người hiện tại cùng bọn họ luyện tập đi." Lời nói vừa dứt, Tiêu Nhất Thiên nhìn lên trời lớn tiếng nói: "Bạch Tiền Bối có một số việc cần người giúp đỡ." Giây tiếp theo, đám mây màu tím trên đầu đột nhiên chuyển động. Tâm bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần hình thành một mắt bão cực lớn giống như cảnh tượng trước kia. Tiêu Nhất Thiên không ngạc nhiên nhưng mọi người phía sau kinh ngạc. Quái lạ, đây là tình huống gì vậy? Có người ở trên sao? Tử Vân lăn lộn như sông trao ngược. Trước mắt ai cũng nhỏ như kiến. Lý Tiền Bối, Quỳ Vương Đại Nhân, đi thôi. Tiêu Nhất Thiên nắm lấy cánh tay của Lý Trung Dương và Hoắc Kiêu, Mọi người run lên thầm nói Trong mắt bão là cái gì vậy Thật đáng tiếc Đàn điền của họ không tan nát như Lý Trùng xương, Cũng không phải nửa người nửa quỳ như Hoắc Kiêu Không cần chữa trị Đánh mất cơ hội lọt vào trong mắt bão khi tiêu nhất thiên đưa lý trùng dương và hoắc kiêu vào thân hình cường tráng của bạch mãng vương đã ngưng tụ lại hiện ra thấp thoáng tiêu nhất thiên giới thiệu lý tiền bối quỳ vương đại nhân đây là tổ tiên của tộc mãng hùng bạch mãng vương hãy để ông ấy chữa lành vết thương cho hai người đi bái kiến bạch tiền bối lý trùng dương và hoắc kiêu vội vàng chào mặc dù họ đã biết rõ nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy một tia ý thức của Bạch Mãng Vương đã được ngưng tụ và hình thành với sự trợ giúp của ao trường sinh. Họ là những người mà tôi đã đề cập với Bạch Tiền Bối lần trước. Tiêu Nhất Thiên chỉ vào Lý Trùng Dương và Hoắc Kiêu sau đó giới thiệu. Đàn điền của Lý Tiền Bối đã bị hỏng. Quỷ Vương Đại Nhân đã bị dính vào độc của hiên viên Cuồng Phong thành nửa người nửa quỷ. Mong Bạch Tiền Bối giúp đỡ. Bóng dáng của Bạch Mãng Vương gật đầu, đôi mắt gấu to lớn nhìn chằm chằm Lý Trung Dương và hoắc kiêu một lúc, sau đó mới nói. Không khó để vị này đọc độc tinh luyện, còn vị kia đã nói trước xác suất thành công không quá 50%. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Trùng Dương và Hoắc Kiêu đều thay đổi rõ rệt, nhưng khác biệt là Lý Trùng Dương như bị sét đánh, trong khi Hoắc Kiêu cảm thấy nhẹ nhõm, họ tràn đầy hy vọng hơn 50%. Cảm ơn bạch tiền bối. Hoặc kiều bị kích động đến mức gần như nhảy dựng lên vì phấn khích. Nhưng bởi vì tình hình của Lý Trùng Dương không được lạc quan cho lắm, nên hắn đã kìm lại và không tỏ ra quá vui mừng. Cảm ơn bạch tiền bối. Lý Trùng Dương hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười nói. Tôi đã bỏ cuộc, nhưng bây giờ may mắn có được sự giúp đỡ của bạch tiền bối. Cho dù xác suất thành công chỉ có 10%, cũng tốt hơn là ngồi yên chờ chết được rồi bạch mãng vương khẽ gật đầu khâm phục lý trùng dương nói nếu vậy thì bắt đầu thôi lời nói vừa dứt liền thấy bóng dáng thanh tao của bạch mãng vương và sóng chân của gấu hai đám mây màu tím dường như kéo ra khỏi đám mây bao phủ hoắc kiêu và lý trùng dương sau đó bạch mãng vương nói có lẽ cần một ngày một đêm được rồi tiêu nhất thiên gật đầu tôi sẽ đợi ở phía dưới chờ tin tốt của bạch tiền bối nói xong liền lập tức rời đi đám đông đã giải tán người được tiêu nhất thiên mang đến nên chỉ những con gấu rất lịch sự và nhiệt tình tập trung đấu luyện cùng họ có người tiến vào trong núi rừng có người lơ lửng giữa hồ nước có người ngồi xếp bằng dưới mái đình các thành viên của bạch ngọc nữ quân cùng nhau đi đến cánh đồng hoa rực rỡ những bông hoa đầy màu sắc xung quanh rất đẹp và quyến rũ có những con ong và bướm đang nhảy múa hòa quyện với những hình bóng tuyệt vời của chúng bổ sung cho nhau thật đẹp Lệ cảnh giống như một bức tranh, vẻ đẹp như một nàng tiên, tiêu nhất thiên liếc nhìn xung quanh, đột nhiên đôi mắt hơi nheo lại, để ý thấy Lý Trâm Anh đang ngồi một mình trên bãi cỏ ven hồ, không có thưởng thức kỳ quan trước mắt, cũng không có nhắm mắt tu luyện mà nhíu mày, như thể có điều gì đó bất ổn. Hình bóng của tiêu nhất thiên trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh Lý Trâm Anh, ngồi bên cạnh cô ấy nói, Đừng lo lắng quá, Lý Tiền Bối có những ngày của riêng anh ấy sẽ tốt lên thôi. Với xác suất dưới 50%, thành thật mà nói Tiêu Nhất Thiên không dám khẳng định. Được, Lý Trầm Anh quay đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, đôi mắt vốn đã đờ đẫn lại chìm xuống. Rõ ràng đang đọc được điều gì đó trong mắt Tiêu Nhất Thiên, khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Dù thành công hay thất bại, cũng cảm ơn ngài. Chết tiệt, hắn thật bất cần, tiêu nhất thiên nhanh chóng nhìn sang chỗ khác nhưng đã quá muộn ở trước mặt lý trâm anh người có đôi mắt âm dương thật sự rất khó để đề phòng nếu như không cẩn thận trong nháy mắt cô ta sẽ nhìn thấu tâm tư của bạn sẽ luôn có cách trong lúc tuyệt vọng tiêu nhất thiên có thể an ủi thân thể của bạch tiền bối đã chết từ lâu hiện tại chỉ còn lại một tia ý thức vẫn còn gần 50% cơ hội để cứu giúp lý tiền bối đã định hình lại đan điền của mình thấy rằng không khó để định hình lại đan điền một người quyền năng thực sự của thiên địa tương lai đợi cho đến khi tôi tiến vào cảnh giới thần biến tôi cũng sẽ có cơ hội định hình lại đan điền cho lý tiền bối kéo dài tuổi thọ của ông ta tuy nhiên cho dù là tiêu nhất thiên hay lý trâm anh trong lòng bọn họ thật ra rất rõ ràng với thể chất hiện tại của lý trùng dương sợ rằng sẽ không đợi được đến lúc đó lý trâm anh hít một hơi thật sâu và truyền chủ đề ngài biết bao nhiêu về tiền bối khuê ngưu khuê ngưu ở học viện bồ đề đạt ma khuê ngưu không chủ động đi tìm lý trâm anh cô cũng không có cơ hội để hỏi khuê ngưu về mẫu chuyện vì tiêu nhất thiên đã chinh phục được quê ngưu có lẽ từ tiêu nhất thiên có thể biết được những gì cô ấy muốn biết tiến bối quê ngưu sao tiêu nhất thiên sừng sốt không ngờ lý trâm anh lại hỏi đột ngột như vậy đột nhiên lại dính lưu đến quê ngưu hắn do dự một chút sau đó lắc đầu nói tôi chỉ biết nó là yêu quái sống sót sau thời cổ đại tu luyện trong bí cảnh của băng là sát sau đó lý trâm anh căng thẳng hỏi Ngài có biết giữa chán của tiền bối khuê ngưu có một hiếm hồng không? À, tiêu nhất thiên giật mình gật đầu nói. Tôi biết. Người nói nhanh lên, đôi mắt đờ đẫn của Lý Trâm Anh chợt lóe lên, tràn đầy chờ mong. Nguồn gốc của phiếm hồng đó, công năng là gì sao? Có phải là năng lực bẩm sinh của gia tộc Khuê Ngưu không? Cái này... Tiêu Nhất Thiên sừng sốt, Lý Trâm Anh đối với Khuê Ngưu quan tâm bất thường tiền bối khuê ngưu đã nhìn thấu những người đầy tham vọng ở bồ đề đạt ma và giết họ bằng một cú đá nếu như tôi đoán không lầm thì hình vẽ hồng phiếm ở giữa chán của ông ta có vai trò gì đó đúng không lý trâm anh nhìn tiêu nhất thiên kinh ngạc và nghi ngờ vì vậy không đợi tiêu nhất thiên hỏi cô ta đã chủ động giải thích bà tôi và tôi đều cảm thấy mẫu hồng phiếm của tiền bối khuê ngưu là con mắt âm dương của tôi tương đương với nhau nguồn gốc không rõ ràng. Về phần Tiêu Nhất Thiên, Lý Trầm Anh nói tất cả không che giấu. Vậy sao? Tiêu Nhất Thiên nhướng mày, trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ. Thì ra là như vậy. Sau đó, Tiêu Nhất Thiên nói thật. Về mẫu hồng phiếm đó, tiền bối khuê ngưu đã đề cập đến nó trước đây. Theo những gì ông ta nói, thì nó không phải là bẩm sinh mà đã có, mà là một năng lực phi thường do chủ nhân của nó ban cho, gọi là trái tim Phật cùng với của ngươi tương đồng với nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau. Đôi mắt âm dương của ngươi có thể đọc được lòng người, còn của khuê ngưu chỉ có thể phân biệt tốt và xấu để phán đoán xem bên kia là thù hay bạn. vậy, Lý Trầm Anh sửng sốt cao mỏi hỏi, phân biệt thiện ác dựa vào hơi thở sao? Đúng, Tiêu Nhất Thiên nghĩ và giải thích thêm, theo lời của tiền bối khuê ngưu khi một người có ý định tốt và khi ông ta có thể nghĩ xấu xa hào quang phát ra từ cơ thể sẽ khác nhau ví dụ như sát khí hoặc thù hận nếu như ai đó muốn giết người hoặc hận ngươi đến tận xương tủy cho dù ngươi là người thường cũng phải cảm nhận được sát khí nồng nặc và lòng cam thù nhưng nếu như người khác cố tình che giấu thì người bình thường sẽ không thấy ngay cả khi tâm Phật của tiền bối quê ngưu được mở ra sẽ có thể thoát khỏi sự giả dối và trực tiếp tấn công lòng người Lý Trầm ảnh thông minh lanh lợi tự nhiên hiểu được nói nghe có vẻ giống như Phật hiểu đạo phật chú trọng đến tính không của bốn yếu tố đặc biệt chú trọng đến điều hòa tâm thái thanh tẩy bản thân thanh lọc thế giới phàm tục và phương pháp tu luyện theo đạo phật nhạy cảm với hơi thở chưa kể tên hồng phiếm có tên là phật tâm đúng đó là phật hiệu tiêu nhất thiên gật đầu nói sư phụ của lão khuê ngưu là một cao thủ phật giáo lỗi lạc thời cổ đại về thân phận của vị lão sư lỗi lạc đó hắn không nói tôi cũng không hỏi muốn biết có mối quan hệ giữa con mắt âm dương và phật tâm hay không thì lần sau gặp cô hãy hỏi thẳng ông ta đi được rồi lý trâm anh hít một hơi thật sâu thông tin mà tiêu nhất thiên đưa ra khiến cho lòng cô khẽ trùng xuống phật tâm phật hiệu và con mắt âm dương được sinh ra không phải là phật hiệu mối liên hệ giữa hai người dường như giảm dần không có vòng quay của mặt trời và mặt trăng trong thế giới nhỏ ngày và đêm luân phiên không biết đã qua bao lâu khi cả người và gấu đang đắm chìm trong tu luyện đột nhiên một bóng người xuất hiện ở rìa mắt bão đó là hoắc kiêu xem ra việc chữa trị cho hoắc kiêu đã kết thúc hoắc kiêu bị bạch mãng vương đuổi ra khỏi mắt bão cúi đầu liếc nhìn xung quanh khi nhìn thấy tiêu nhất thiên đang ngồi bên hồ cùng với lý trâm anh ông ta lập tức biến thành tia chớp cùng với tiêu nhất thiên cuốn đi thành công rồi, năng lực nhận thức của Tiêu Nhất Thiên lập tức chú ý tới Hoắc Kiều, ngẩng đầu lên, từ xa liếc mắt nhìn Hoắc Kiều, nụ cười trên khóe môi dần dần nở rộ. Trong nháy mắt, Hoắc Kiều đã tới bên cạnh người của bọn họ. Lúc này, Hoắc Kiều đã cởi bỏ tấm màn đen che mặt, lộ ra hai má vốn dĩ đã được bao phủ bởi vầy, có màu vàng lúa mì, vảy biến mất không còn nữa. Chúc mừng ngài Bạch Mãng Vương dám nói là thành công, cho nên Tiêu Nhất Thiên cũng không bất ngờ với kết quả. Ngược lại còn mừng cho Hoắc Kiêu cười nói, Quỷ Vương Đại Nhân, bắt đầu từ hôm nay, cơn ác mộng của ngài đã qua rồi. Tình trạng nửa người nửa quỷ, không ra người, không ra ma trước đây, giống như cơn ác mộng đối với Hoắc Kiêu, khiến cho hắn muốn chết đi. Cảm ơn. Về mặt của Hoắc Kiêu tràn đầy hưng phấn, trước đây ông ta từng không dám hy vọng có ngày mình có thể tái sinh, nhưng hiện tại mọi thứ đã trở thành sự thật. Ba tôi đâu? Lý Trâm Anh nóng lòng hỏi, người đã sớm thành công, còn ba tôi thì sao? Lý Tiền Bối, ông ta vẻ mặt hưng phấn vốn có của Hoắc tiên sinh hơi chìm xuống, sau đó lắc đầu nói, tình trạng của ông ấy nghiêm trọng hơn tôi, có thể cần một thời gian nữa. Trái tim của Lý Trâm Anh run lên, nhìn sâu vào mắt của Hoắc Kiêu không nói thêm câu nào, không cần phải hỏi thêm nữa. Hoắc Kiều không biết Lý Trâm Anh sở hữu đôi mắt âm dương, có thể đọc được lòng người cho nên không chút đề phòng, những thứ trong đầu đều bị Lý Trâm Anh âm thầm đọc được. Quỷ vương đại nhân đã lấy được sinh mệnh, trước tiên hãy tìm một chỗ luyện công đi, cảm thụ thân thể sau khi độc tố đã được loại bỏ. Tiêu Nhất Thiên thở dài nói, được rồi, Hoắc Kiều lại liếc nhìn Lý Trâm Anh, do dự không biết nói gì, liền xoay người bước đi. Mặc dù Tiêu Nhất Thiên không có con mắt âm dương, không đọc được lòng người, nhưng xét theo biểu hiện vừa rồi của Hoắc Kiều, tình huống của Lý Trùng Dương hiển nhiên không lạc quan. Trâm Anh vừa định an ủi Lý Trâm Anh, Lý Trâm Anh đột nhiên nói: "Cho tôi mượn bờ vai của ngài dùng được không?" "Ừm, um, sao cơ?" vừa dứt lời lý trâm anh không kìm được nỗi buồn giống như một đứa trẻ nước mắt trào ra trái tim đau như cắt trên vai phải của tiêu nhất thiên cơ thể của cô run rẩy giúp lý trùng dương định hình lại đan điền của mình là mong ước lớn nhất của lý trâm anh cũng giống như tiêu nhất thiên trước đây lo lắng không còn hy vọng thì lý trâm anh luôn chôn chặt nỗi đau lo lắng này và buồn bã đó ở trong lòng âm thầm chịu đựng cô ấy đã kìm nén và cố gắng không thể hiện ra nhưng hiện tại cô còn có hy vọng nhưng lại rơi vào tuyệt vọng đặc biệt là nhìn thấy thành công của hoắc kiêu lỗ hồng tâm lý cực lớn khiến cô trong phút chốc phá vỡ phòng ngự cho dù lúc trước tiêu nhất thiên có nói xác suất thành công không cao nếu lý trâm anh chuẩn bị tâm lý thì cũng vô dụng lý trâm anh còn trẻ mà vẫn không thể cởi mở như lý trùng dương chuyện này đã có chuyện gì xảy ra vậy Lý lão sư còn chưa có ra, tại sao Trâm Anh lại khóc trước chứ? Tiếng khóc của Lý Trâm Anh thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh với một đôi mắt kinh ngạc hoặc khó hiểu nhìn sang đây và thấy Lý Trâm Anh đang nằm trên vai của Tiêu Nhất Thiên khóc lớn. Nửa giờ sau, tâm tình của Lý Trâm Anh dần dần khôi phục lại, vòng mắt hơi đỏ, quần áo trên vai phải của Tiêu Nhất Thiên đã ướt đẫm nước mắt. Ra rồi, đột nhiên có người hét lên nhìn xem lý tiền bối ra ngoài rồi tiếng cảm thán truyền ra khắp bốn bề hầu như ai cũng nghe thấy nên mọi người đều ngưng lại vô thức mở mắt ra đứng lên ngẩng đầu nhìn mắt bão so với hoắc kiêu mọi người đều biết lý trùng dương biết quan hệ giữa lý trùng dương và tiêu nhất thiên lại càng tôn trọng lý trùng dương hơn cho nên bọn họ quan tâm lý trùng dương thành công hay thất bại hơn một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay dưới mắt bão và được bạch mãng vương phái ra ngoài. Ba, Lý Trầm Anh vô cùng căng thẳng, Tiêu Nhất Thiên vươn tay ra nắm lấy cánh tay của cô, hai người biến mất ngay sau đó đến chỗ của Lý Trùng Dương. Sắc mặt của Lý Trùng Dương không được ưa nhìn cho lắm, lắc đầu cười nói, quả nhiên không dễ dàng như ta tưởng tượng. Không thành công, kết quả mà Lý Trầm Anh đọc được từ tâm trí của Hoắc Kiêu vừa rồi. Ba, lý trâm anh tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay của ông từ từ ấp gò má xinh xắn vào vai phải của ông cắn chặt môi nhẹ nhàng nói không sao sau này sẽ có cơ hội lý trâm anh đã nhận kết quả nên giờ phút này ở trước mặt lý trùng dương cô rất mạnh mẽ đừng lo lý trùng dương là lượt an ủi lý trâm anh nói bạch tiền bối có sức mạnh thâm hậu ao trường sinh đúng là tên gọi của nó Nơi này quả thực là một thiên đường hiếm có. Mặc dù ta đã thất bại trong việc định hình lại đan điền của mình, nhưng nó vẫn còn tốt. Ở một mức độ nào đó, tổn thương do đan điền bị hỏng đã được giải quyết. Chức năng sinh lý của tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều, còn không nhận thấy rằng ta đã khác một chút so với trước khi vào sau. Lý Trầm Anh và Tiêu Nhất Thiên đều sừng sốt. Bọn họ cẩn thận nhìn, còn người của Tiêu Nhất Thiên hơi con lại nói. Lý tiền bối, xem ra ngài đã trẻ hơn rất nhiều. Tình trạng hiện tại là tam cảnh Minh Đức có thể dễ dàng hiểu được tình trạng thể chất của Lý Trùng Dương. Nước da đã cải thiện rất nhiều. Trước khi bước vào thì như ngọn đèn trước gió. Sau khi bước ra thì khám lại mạnh mẽ. Khuôn mặt rán nua không thay đổi nhưng sức sống trong cơ thể đã được cải thiện rất nhiều. Đúng, Lý Trùng Dương gật đầu nói sau khi rửa tội ở ao trường sinh, thân thể tàn tạ nửa chân chôn trong hoàng thổ của tôi đã lấy lại sức sống. Tuy rằng không bằng các người tu luyện, khỏe mạnh hơn người thường, có thể sống thêm vài năm nữa. Thật vậy sao? Nghe vậy, Lý Trầm Anh lập tức có chút hưng phấn, hai mắt sáng lên. Lý Trùng Dương đã già yếu, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như có thể chờ đợi, hắn có thể chờ đợi đến lúc hành lang không gian mở ra, hắn tới lục giới kia mở ra hoặc đợi tiêu nhất thiên bước vào cảnh giới của thần biến sau đó thực sự có hy vọng định hình lại đan điền của mình sống thêm vài năm nữa tiêu nhất thiên cũng thờ vào nhẹ nhõm hành lang không gian dẫn đến quỷ giới đã bị dạ lục cưỡng bức mở ra trước khi chết người từ quỷ giới có thể tiến vào cõi nguồn bất cứ lúc nào tiêu nhất thiên cũng có thể bước vào ma giới chỉ có trong sáu cảnh giới kia mới có thể tiến lên cảnh giới thần biến thực lực của tam cảnh minh đức đủ để làm bá chủ ở giới nguồn nhưng một khi tiến vào sáu giới kia thì chưa đủ xem sẽ rất nguy hiểm nếu như người nhất quyết dựng lại đan điền liều mình vì điều này thì có một nơi mà các người có thể thử nó ngay khi lý trầm anh đang phấn khích và tiêu nhất thiên đang suy nghĩ về các biện pháp đối phó đột nhiên giọng nói của bạch mãng vương phát ra từ trong mắt bão khiến cho tiêu nhất thiên lý trầm anh và lý trùng dương đều giật mình còn cách khác sao? Tiêu Nhất Thiên nhìn lên mắt bão, cảm thấy có chút không vui, vì có cách khác nên nói sớm hơn. Ở đâu? Lý Trầm Anh sốt ruột hỏi. Một lúc sau, giọng nói của Bạch Mãng Vương lại chuyển đến. Thiên vực phong châu, ngũ thủ tự. Ngũ thủ tự. Lý Trùng Dương và Lý Trâm Anh nhìn nhau với vẻ nghi hoặc. Họ sống trong học viện Bồ Đề Đạt Ma, những gì họ biết và chỉ thấy giới hạn trong phạm vi trầm quốc. Ngũ thủ tự là một thánh địa vật giáo. Nó được tuyên bố là di sản đích thực của tổ tiên của tất cả các vị Phật trong thế giới nguồn. Ngũ thủ tự sao? Sau khi rời khỏi Bắc Mãng Hùng Châu lần trước, trước tiên Tiêu Nhất Thiên đã đến La Sát để thu phục quê Ngưu, sau đó cùng Khuê Ngưu đi đến hết các thành phố lớn ở Cửu Châu, lấy đi bí mật của các cường quốc, ngũ thủ tự là một ngoại lệ ngũ thủ sơn ở thiên vực phong châu nổi tiếng khắp thế giới hai trong số đó được kiểm soát bởi phái thần sơn tông do biện chi hằng lãnh đạo ba ngọn còn lại thuộc quyền quản lý của ngũ thủ tự so với phái thần sơn tông sức mạnh tổng thể của các nhà sư phật giáo trong ngũ thủ tự khó mà nói ban đầu lần trước tiêu nhất thiên đã đến thần sơn tông đi ngang qua ngũ thủ tự và định ghé thăm nhưng bị khuê ngưu chặn lại có thể sẽ bị các lão tổ ở đó vượt qua hơn nữa nền tảng của ngũ thủ tự vượt xa thần sơn tông với thực lực của tiêu nhất thiên khó có thể cạnh tranh được tiêu nhất thiên tin không có cách nào ai lại không tin người đến từ thời cổ đại chứ bây giờ khi không có Huê ngưu bạch mãng vương đã đề cập đến ngũ thủ tự sau đó tiêu nhất thiên lớn tiếng hỏi bạch tiền bối có chắc ngũ thủ tự có phương pháp và khả năng để định hình lại đan điền không Câu trả lời của Bạch Mãng Vương khiến Tiêu Nhất Thiên trợn tròn mắt. Phật giáo có vô số sách, có đủ loại giáo lý Phật Pháp, còn có vô số công dụng kỳ diệu. Theo phán đoán của Bồn Vương, Đền Ngũ Thủ là tổ tiên của tất cả các vị Phật trước khi lên ngôi thiên. Có một số kỹ thuật bí mật chưa được biết đến ở nơi thanh tẩy trong giới nguồn, không cần thiết phải định hình lại đan điền. Phòng đoán sao? Nên sao? Nếu đoán sai thì sao đây? Tiêu Nhất Thiên lại hỏi tại sao Bạch Tiền Bối không nói trước có hai nguyên nhân. Bạch Mãng giải thích thứ nhất ta đã quá coi trọng bản thân và đánh giá thấp thương tích của Lý Trùng Dương vốn tưởng rằng có thể đan điền còn đó nhưng nó không hoạt động. Thứ hai bồn vương đã nói cho dù ngũ thủ tự thực sự có đủ phương tiện và năng lực họ có thể không bằng lòng để cứu giúp ngược lại ngũ thủ Thần Sơn có thể đứng yên trong cuộc chiến diệt vong năm xưa hẳn là do tổ tiên của vạn Phật đã dùng cách nào đó để có được sự phù hộ. Các người đã giết quá nhiều người và các người rất hung bạo. Nếu những con lừa giả đó có ác ý với các người, e rằng sẽ rất khó khăn để bước ra khỏi ngũ thủ tự một cách an toàn. Tiêu Nhất Thiên cảm thấy nhói lòng. Nói như vậy là vì mình sao? Lý do mà Bạch Mãng Vương đưa ra thực sự trùng với Huê Ngưu. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Nhất Thiên. Anh ta không thể không hỏi. Không phải ngũ thủ tự là thánh địa của Phật giáo sao? Thanh trừng tất cả chúng sinh là trách nhiệm của họ sao? Con lừa già, bạch tiền bối có liên quan gì với họ không? Nói đến sư ngũ thủ tự, bạch mãng vương gọi là con lừa già, lời nói vô lễ và có vẻ căm hận. Lý Trùng Dương và Lý Trâm Anh cũng chìm trong lòng, không nói đến. Bạch mãng vương nói, bồn vương chỉ không thích những biểu hiện đạo đức giả của họ. Trong Phật giáo có nhiều kẻ cạn bã, mưu mô là không thể tránh khỏi. Bằng không, tại sao họ lại tranh giành quyền thừa kế tổ tiên của tất cả chư Phật? Chia làm hai phe, đền ngũ thủ tự và phạm cung, ăn miếng trả miếng. Là một con người, làm sao có thể từ bỏ hoàn toàn thất tình lục dục? Nơi nào có người sẽ có chiến, từ xưa đến nay chưa sai kể cả ở các thánh địa phật giáo cho nên bạch mãng vương nói tiếp nếu ngươi muốn thử bồn vương sẽ không ngăn cản ngươi nhưng phạm cung là thần sơn tông đã phục tùng ngươi và sắp nhập vào học viện trừ ngũ thủ tự ở giữa là những ân oán chưa giải quyết được nếu hấp tấp chẳng khác nào tự chuốc hận vào mình rủi ro là hiển nhiên vì lợi ích của một cá nhân đáng tự mình đặt ở nguy hiểm hay sao bạch mãng vương nói xong mắt bão trên đầu nhanh chóng tiêu tán mây tím mênh mông trên bầu trời cũng khôi phục câu cuối cùng bạch mãng vương đã nói với tiêu nhất thiên cũng cố ý nói với lý trùng dương và lý trâm anh nếu tiêu nhất thiên sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho lý trùng dương thì lý trùng dương làm sao có thể chịu để tiêu nhất thiên chịu rủi ro chứ theo ý ta thì thôi đi quả nhiên lý trùng dương do dự một chút sau đó lắc đầu cười nói ta có thể nhận được sự giúp đỡ của Bạch Tiền Bối, nhận được phép dừa của Ao Trường Sinh thêm vài năm nữa với Trâm Anh đã rất hài lòng rồi. Hiện tại không cần phải mạo hiểm sự an toàn của bản thân vì cơ hội đó. Tiểu Thiên, bây giờ ngươi là chủ nhân của Cửu Châu, an toàn của ngươi liên quan đến tình hình chung của Cửu Châu, phải đặt tình hình chung đã an nguy của Cửu Châu lên hàng đầu. Lý Trâm Anh do dự với vẻ mặt phức tạp, chỉ cần có cơ hội, cô tự nhiên sẽ sẵn sàng chiến đấu vì lý trùng dương cho dù có liều mạng cũng không do dự nhưng tiêu nhất thiên thì khác chưa kể tiêu nhất thiên gánh trên vai trách nhiệm nặng nề lý trâm anh là con gái của lý trùng dương nhưng tiêu nhất thiên thì không phải tiêu nhất thiên cân nhắc một chút sau đó xoay người nhìn về phía lý trùng dương kiên quyết nói nếu không cứu được một người lấy gì cứu được thiên hạ nếu không cứu được người thân và bạn bè của chính mình thì lấy gì để cứu cửu châu đây? Có hy vọng, vậy thì hãy cố gắng. Về phần kết quả, vận may rủi nằm ở phước lành, làm sao có thể biết được đó là phước hay họa nếu như không cố gắng chứ? Ngũ thủ tự cũng là một thế lực của cửu châu, không dám đến đó thì cứu cửu châu như thế nào đây? Nếu không thể chinh phục ngũ thủ tự thì không thể nói về sự thống nhất thực sự. Đi thôi. Tiêu Nhất Thiên đã quyết định một cách dứt khoát, hắn muốn tận mắt nhìn thấy ngũ thủ tự trong truyền thuyết Thánh địa Phật giáo là thế nào, có bí thuật gì. Lý Trùng Dương muốn thuyết phục hắn lần nữa, nhưng Tiêu Nhất Thiên không cho hắn cơ hội, nói thẳng. Ta làm chuyện này cho cả ngươi và cửu châu, vì vậy Lý tiền bối không có lý do gì để ngăn cản tôi hết. Nói, Tiêu Nhất Thiên nhìn Lý Trâm Anh ra hiệu, Ngài cùng với Lý Trâm Anh tiểu thư hãy đi nghỉ ngơi một lát đi. Nửa canh giờ sau chúng ta sẽ xuất phát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 172 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.